Người con trai duy nhất của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Nông Quốc Tuấn giờ ra sao? Về hưu lặng lẽ, âm thầm, không khoa trương, âm ỉ, công bố rộng rãi trên truyền thông. Cái chất của một người đảng viên liêm chính, một gia đình truyền thống cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất ngày 29 tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu An Lành đã trao quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn. Tham dự lễ trao quyết định có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, Nông Thị Hà, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Tại buổi lễ, lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ Ủy ban Dân tộc đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Phát biểu chúc mừng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu An Lành ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đồng chí Nông Quốc Tuấn cho Ủy ban Dân tộc nói riêng và ngành công tác dân tộc nói chung. Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu An Lành nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác, đồng chí Nông Quốc Tuấn luôn hoàn thành mọi chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban qua các thời kỳ nỗ lực cống hiến, có nhiều đóng góp cho ngành công tác dân tộc. Kết quả công tác của đồng chí được ghi nhận thông qua nhiều hình thức khen thưởng cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành. Trong vai trò Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nông Quốc Tuấn luôn là người lãnh đạo có trách nhiệm cao trong công việc tham gia xây dựng các nghị quyết, các chủ trương của Ban Cán sự Đảng, của tập thể lãnh đạo Ủy ban, luôn thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, chỉ ra những vấn đề bất cập để Ban Cán sự Đảng kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu An Lành trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của đồng chí Nông Quốc Tuấn đối với sự phát triển chung của Ủy ban Dân tộc trong suốt quá trình công tác vừa qua. Với kinh nghiệm của bản thân, Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu An Lành mong rằng sau khi nghỉ hưu, trong điều kiện có thể, đồng chí Nông Quốc Tuấn sẽ tiếp tục có những quan tâm đóng góp cho sự nghiệp công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Bày tỏ sự xúc động, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã ôn lại quá trình công tác của mình tại Ủy ban Dân tộc với nhiều kỷ niệm trong công việc, trong cuộc sống. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chân thành cảm ơn lãnh đạo Ủy ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các vụ, đơn vị đã luôn phối hợp giúp đỡ đồng chí trong suốt quá trình công tác tại Ủy ban Dân tộc. Đó chính là động lực để bản thân đồng chí phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất, phát huy giá trị tốt đẹp, tiếp tục đóng góp trong khả năng của mình với Ủy ban Dân tộc và ngành công tác dân tộc, thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên khi về nghỉ hưu. Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, cán bộ, công chức viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc, chúc tập thể lãnh đạo, công chức viên chức Ủy ban Dân tộc luôn nỗ lực đoàn kết phấn đấu để xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển đi lên. Nhân dịp này, tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban cùng tập thể lãnh đạo, công chức viên chức các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc đã tặng những bó hoa tươi thắm và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn. Tiểu sử ông Nông Quốc Tuấn, người con trai duy nhất của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ông Nông Quốc Tuấn sinh ngày 12 tháng 7 năm 1963 là một chính khách của người Việt Nam. Ông nguyên là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, tỉnh Sơn La. Ông là con trai của Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 9, khóa 10.
Ông Nông Quốc Tuấn xuất thân là một người dân tộc Tày, quê quán tại xã Cường Lợi, huyện Na Dì, tỉnh Bắc Cạn. Ông sinh ngày 12 tháng 7 năm 1963. Ông có trình độ cử nhân chính trị, trình độ chuyên môn, thạc sĩ kinh tế. Về sự nghiệp, ông Nông Quốc Tuấn từng có thời gian đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Dân chủ Đức, nay là Cộng hòa Liên bang Đức. Ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 7 năm 1992. Từ tháng 2 năm 2000, ông giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tháng 2 năm 2004, ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại phiên bế mạc Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, ngày 27 tháng 2 năm 2005, ông được hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Hội khóa 5. Ngày 28 tháng 1 năm 2008, ông được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 125, quyết định Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ngày 21 tháng 4 năm 2009, ông được Ban Bí thư luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, phụ trách công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy Bắc Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Nông Quốc Tuấn tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ 2005-2010. Ngày 3 tháng 8 năm 2010, tại đại hội đột xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, nhiệm kỳ 2005-2010. Việc này diễn ra 2 tuần sau vụ lộn xộn ngay tại trung tâm thành phố Bắc Giang. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11. Ngày 8 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 689, quyết định Thủ tướng điều động bổ nhiệm ông vào chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Nhiệm vụ ông đã đảm nhiệm từ ngày 28 tháng 1 năm 2008 đến ngày 21 tháng 4 năm 2009. Ngày 10 tháng 5 năm 2013, ông nhận thêm 2 nhiệm vụ là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 diễn ra vào tháng 1 năm 2016, ông không được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ngày 12 tháng 6 năm 2017, theo quyết định 843 quyết định Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm lại Nông Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ngày 16 tháng 5 năm 2022, theo quyết định 585 quyết định Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm lại Nông Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, ông nghỉ hưu theo chế độ. Về gia đình, ông có cha ông là Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Mẹ là bà Lý Thị Bang, sinh năm 1942, mất năm 2010. Con trai Nông Quốc Dũng và con gái Nông Quỳnh Ngân. Về tặng thưởng, ông được tặng thưởng duy nhất huy chương vì thế hệ trẻ. Trên đây là bài viết Người con trai duy nhất của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Nông Quốc Tuấn giờ ra sao. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.